rồi chúng ta mới được nhìn thấy những khán giả thân yêu trên khán đài như thế này. Và tràng vỗ tay đầu tiên xin được dành cho tất cả chúng ta được không ạ? Và chắc chắn đây sẽ là nguồn động lực tinh thần cực kỳ lớn cho các bạn thí sinh tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, tràng vỗ tay thứ hai xin được dành cho 4 bạn thí sinh. Ở vị trí đầu tiên là bạn Đinh Văn Thiêm đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hưng Hà, Thái Bình. Ở vị trí thứ hai chúng ta cùng chào đón bạn Đặng Nguyễn Nhật Minh đến từ trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội. Ở vị trí thứ ba là bạn Nguyễn Thế An đến từ trường Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Asimet, Đông Anh, Hà Nội. Và người đứng ở vị trí thứ tư, xin chào mừng bạn Đinh Việt Hưng đến từ trường Trung học phổ thông Quế Lâm, Phú Thọ. Vừa rồi thì 4 thí sinh của chúng ta đã được làm một bài khởi động nhẹ đầu tiên, đó là chạy từ phía trên kia xuống. Bây giờ thì có bạn nào sức khỏe đang cảm thấy hơi mệt không? Không có ai giơ tay cả. Tôi muốn hỏi Văn Thiêm, bạn cảm thấy thế nào khi đứng ở sân khấu này? Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu F14 ngày hôm nay. Nhật Minh thì sao? Dạ em cảm thấy khá là mới mẻ và thú vị khi lần đầu tiên được đến trường máy quay ạ. Thế An? Em cảm thấy hồi hộp và rất hứng khởi cho phần thi. Thế còn Việt Hưng, nó có khác gì so với tưởng tượng của bạn ở nhà không? Em cũng cảm thấy rất là hào hứng khi mà lần đầu tiên được đứng trên sân khấu ạ. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục giữ vững khí thế này cùng với sự cổ động của rất là nhiều khán giả, gia đình, bạn bè, thầy cô và kể cả chúng tôi nữa. Chúng tôi chúc các bạn sẽ hoàn thành thật tốt phần thi. Và sau đây sẽ là phần thi khởi động. Sẵn sàng. 1, 2. Hydro Hàn Quốc. Đường thi nè. Không thể dự nghĩ là sẽ có một ngày em được tham gia ở đây. Yoroshiku onegai shimasu. Và hai người đang có điểm 110 điểm trong phần thi khởi động. Tha cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mạnh mẽ và kiên định, nỗ lực không ngừng nghỉ, kiến tạo giá trị bền vững bằng tình yêu và trách nhiệm, dựng xây cho tương lai. Tha cô phát triển cùng đất nước. Bây giờ là phần thi khởi động. Và các thí sinh đã rất sẵn sàng đến với tư thế của phần thi khởi động rồi. Và tôi rất muốn là các bạn sẽ chứng kiến một vài động tác tập thể dục từ bạn Đặng Nguyễn Nhật Minh đến từ trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội. Vì bạn có chia sẻ ở bản đăng ký này có thể tập một bài squat ở trường của anh. Em muốn gửi một thông điệp, đấy là ở nhà trong dịp Covid như thế này thì chúng ta vẫn nên rèn luyện sức khỏe. Và còn gì tuyệt vời hơn khi bây giờ bạn sẽ biểu diễn bài squat đó và rủ 3 người còn lại cùng lên đây squat được không? Thế thì em xin phép mời chúng ta cùng tập thôi ạ. Rồi, xin mời. Tay được không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vâng, vừa rồi chúng ta đã thấy các thí sinh của chúng ta khởi động với một màn squat rất hay của Nhật Minh rồi. Và chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của bạn ở sân khấu S14 này. Không thể dự nghĩ là sẽ có một ngày em được tham gia ở đây. Vậy nên là em mong là em sẽ có thể trải nghiệm tất cả những gì mà cuộc thi mang lại. Và ngoài ra thì Nhật Minh còn có sở thích là giơ tay phát biểu xây dựng bài. Ngày hôm nay thì các bạn sẽ không phải giơ tay phát biểu để xin được trả lời nữa, mà hãy sử dụng máy tính của mình thật nhanh chóng. Bây giờ sẽ là phần thi khởi động đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên: tính oxy hóa của halogen dần từ flo đến ion. Việt Hưng. Tăng dần. Giảm. Hay câu thơ xanh om cổ thụ tròn xoay tán trắng xóa tràn ra. Văn Thiêm. Mùa đông. Mùa thu mới đúng. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư được biên soạn dưới triều đại nào? Triều đại Trần. Hậu Lê mới là đáp án chính xác. Môn nào mà mỗi đội thi đấu trên sân có 6 thành viên bóng đá trong nhà, bóng chuyền, bóng ném? Văn Thiêm. Bóng chuyền. Chính xác. Phép tính kiến không làm thay đổi. Nhật Minh. Bất kỳ. Trung điểm. Khoảng cách mới đúng. Phát lượt. Trong quá trình giảng dịch có một lượng kỳ lý tưởng nhất định áp dụng tỷ lệ. Thuận ạ. Chính xác. Như vậy là lượt thi 30 giây đầu tiên trong phần thi khởi động đã qua đi và hai người đang có điểm là Văn Thiêm và Việt Hưng, mỗi bạn sở hữu 10 điểm. Trong bản đăng ký thì Văn Thiêm có chia sẻ bạn là một người có thể kể tên được rất nhiều tên của cầu thủ bóng đá cũng như thông tin nữa. Cầu thủ bóng đá nào là cầu thủ bóng đá yêu thích của bạn ạ? Cầu thủ bóng đá em yêu thích là Neymar. Lối chơi của anh ấy rất kỹ thuật và mang đến cho khán giả những cảm xúc rất tuyệt vời. Fan hâm mộ của Neymar thì rất đông, nên là không chỉ gia đình, bạn bè, bố mẹ mà những fan của Neymar nếu như đang xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia sẽ cổ vũ cho bạn nữa đấy. Chúc bạn sẽ thật thành công. Vâng. Một người khác cũng đã giành điểm sau lượt thi khởi động đầu tiên, đó chính là Việt Hưng. Bạn đang cảm thấy thế nào? Em cảm thấy khá là hồi hộp, cảm thấy tim mà em nó cứ đập bình bịch vậy. Ngoài ra thì Việt Hưng thích nấu ăn, tự học tiếng Nhật
Anh, Pháp, Nga. Bạn có muốn thể hiện một chút khả năng ngôn ngữ của mình ở đây không? Em xin được giới thiệu một câu ngắn bằng tiếng Nhật. Konnichiwa, watashi wa Beethoven desu. Watashi wa roku jūsai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hay quá. Bạn có thể dịch lại cho chúng tôi câu nói vừa rồi không ạ? Em đã giới thiệu mình là Việt Hưng. Em năm nay 16 tuổi và em rất vui khi được gặp các quý vị khán giả đang theo dõi chúng em qua nhiều hình thức khác nhau. Không biết là động lực nào đã giúp bạn học ngoại ngữ giỏi thế ạ? Một phần cũng là do gia đình và thứ hai là cũng là bởi do em thích. Cũng có cả chị Khánh Vi nữa, đó cũng là một động lực. Thật là hạnh phúc. Cảm ơn Việt Hưng rất là nhiều. Hai anh em mình cùng nói đi. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Đúng rồi ạ. Hai ba. Arigato gozaimasu. Cảm ơn bạn Việt Hưng rất là nhiều. Khi mà nghe bạn nói như thế thì tôi cũng cảm thấy có động lực hơn. Nên là hy vọng bạn sẽ có thể chuyển hóa động lực đó thành niềm tin và cố gắng hết sức mình nhá. Vâng ạ. Chúc Việt Hưng thành công. Bây giờ sẽ là lượt thi khởi động 60 giây. Loại gió nào là gió địa phương? Văn Hiêm xin mời. Gió phương, gió biển. Cả ba mới đúng ạ, bất lượt. Enzyme là một chất xúc tác sinh học, đúng hay đúng. Sai? Đúng là như vậy. Khí nào là khí nhẹ nhất trong mọi chất khí? Nhật Minh. Hydro. Đúng vậy. Olympiad là giải đấu dành cho môn cờ. 10 điểm. Chuyện đề bác sĩ Hospital Playlist là bộ phim của nước nào? Việt Hưng. Hàn Quốc. 10 điểm. What day of October? Việt Hưng. Trang Ti. Chính xác. Cậu băng của đạo diễn Trần Vũ Thủy. Lão Hạc. Đúng vậy. Góc giữa hai đường thẳng song song của số đo là bao nhiêu độ? 90 độ. Không ạ, mất lượt. Ở áp suất một atmosphere, nếu nhiệt độ môi trường dưới 0 độ C thì nó sẽ tồn tại ở thể nào? Nóng ạ. Thể rắn ạ, mất lượt. Các cây thực phẩm chủ yếu như rau muống, cải, bí ngô, cà chua. Chính xác. Giữa thế kỷ 3 ở Thanh Hóa đã nổi lên cuộc khởi nghĩa chống đô hộ lớn do nữ tướng nào lãnh đạo? Nhật Minh. Cà Chiệu. Đúng vậy. Sân vận động Lạch Tray là sân nhà của câu lạc bộ. Chính xác. Như vậy là sau phần khởi động 60 giây thì số điểm của các bạn lần lượt đang có là 30, 20, 10 và 50. Thế An đang là người tạm thời đứng ở vị trí thứ tư và trước mắt sẽ là một phần thi với 90 giây. Và Thế An có chia sẻ mục tiêu khi mình đến với sân khấu này: thi đấu hết mình, trả lời nhiệt tình, dinh vòng Nguyệt Quế. Dạ vâng, đây là một trong những cái mục tiêu của em. Mục tiêu còn lại là đưa trường Asimet của mình được định vị trên bản đồ đứng lên Olympia. Quả là một tình cảm rất lớn từ các cổ động viên đến từ trường Asimet cho bạn Thế An. Thế An ơi, không biết là hôm nay bạn có đeo đồng hồ không ạ? Bởi vì rất là nhiều bạn cổ động viên có chia sẻ bạn được gọi là đồng hồ Thụy Sĩ, là một người có tính tự chủ về thời gian rất là cao. Cái biệt danh này của em thì là bởi vì là cho dù là buổi tối em có đi ngủ muộn thì buổi sáng em vẫn sẽ luôn dậy đúng giờ, và chính vì vậy em rất ít khi đèo muộn ạ. Cũng đồng thời em có thể tự chủ trong việc học của mình, kiểm soát thời gian hợp lý ạ. Hy vọng rằng là đồng hồ Thụy Sĩ của chúng ta ngày hôm nay sẽ có thể vận dụng được thời gian một cách tối đa, đặc biệt là ở những phần thi sau, để có thể dành cho mình những điểm cao nhé. Dạ vâng ạ. Chúc Thế An sẽ thành công. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi khởi động 90 giây. Loại hình nghệ thuật nào có bộ tiêu chí? Mời Văn Liêm. Hội họa. Đúng vậy. 1024 kilobytes is equal to how many megabytes? Từ hàn viên nào dùng để chỉ nền y học của truyền thống? Đông y. 10 điểm. Các kim loại ở điều kiện thường đều tồn tại. Đúng. Sai ạ, mất lượt. Nhiều giá trị của biến x tăng lên và giá trị tương ứng. Thế à? 8. Đồng biến ạ, mất lượt. Trong dao động điều hòa, đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận động. Mời Văn Thiêm. Đồng xin ạ. Elip ạ, mất lượt. Bộ xương người thuộc hệ. Việt Hưng. Vận động. Chính xác. Dòng chữ cuối cùng là tên ban đầu chuyện Việt Hưng. Chữ người tử tù. Bạn có thêm 10 điểm nữa. 5861 nghĩa quân của vị thủ lĩnh nào đã được trải qua trực? Chính xác. Ở bếp chiếu phương vị đứng càng xa cực khoảng cách giữa. Thế An. Gần. Đáp án phải là lớn, mất lượt. Đây là nhân vật điện ảnh nào? Hết thời gian trả lời, đáp án là điện viên 007. Nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm ở tỉnh nào? Việt Hưng. Hòa Bình. Hòa Bình. Ở trong cơ thể người trưởng thành, cơ quan nào dài hơn, ruột non hay ruột già? Mời Việt Hưng. Ruột non. Ruột non ạ. Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở vùng kinh tế nào? Nhật Minh. Đông Nam Bộ. Đúng là như vậy. Như vậy chúng ta đã vừa thấy sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Hưng và bạn đang có 110 điểm sau phần thi khởi động. Và các bạn thí sinh còn lại hãy bình tĩnh, thoải mái, bởi vì phía trước còn rất nhiều những điểm số cao nữa. Và nhất là bây giờ các bạn thí sinh sẽ được nhận một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt từ phía quý vị khán giả. Và lượt thi vừa rồi cũng khép lại phần thi khởi động của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng xem các bạn đang có bao nhiêu điểm. Thế An đang có 20 điểm. Sở hữu 30 điểm là Nhật Minh. 40 là điểm số của Văn Kiêm. Và dẫn đầu với 110 điểm là Việt Hưng. Trong phần thi khởi động, chương trình có hỏi: đây là nhân vật điện ảnh nào?
Hết thời gian trả lời, đáp án là điệp viên 007. Nhân vật James Bond được tác giả gửi gắm những kinh nghiệm thực tế phong phú mà ông có được khi làm việc trong lực lượng tình báo hải quân hồi chiến tranh thế giới thứ hai. Tác giả thừa nhận rằng Bond là bản tổng hợp của tất cả các mật vụ và biệt kích mà tác giả đã từng gặp thời chiến tranh. James Bond là một trong những thương hiệu phim có giá trị nhất ở Hollywood. Loạt phim được khởi đầu vào năm 1962 với ngôi sao Sean Connery trong vai Bond. Tính tới năm 2021, loạt phim này đã có đến 25 phần. Phần thứ 25 của loạt phim sẽ là phần cuối cùng nam diễn viên Daniel Craig vào vai điệp viên 007. Những cái tên nổi bật được kỳ vọng thay thế Daniel Craig là Richard Madden, James Norton, Aidan Turner, Idris Elba. Có 9 chữ cái. Tất cả cùng đưa ra một câu trả lời. Cục diện của cuộc chơi sẽ thay đổi một cách hoàn toàn. Đại hội bấm chuông đã có một kết cục. Tha cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Yogo Gold mới vì nhà thanh với chất sơ gos và taurin nhập khẩu từ Nhật cùng 100% DHA từ tảo giúp bé phát triển não bộ và tiêu hóa khỏe. Tiêu hóa khỏe bé tinh nhanh. Yogo Gold dưỡng chất tốt từ Nhật Bản. Này có hộp pha sẵn Yogo Gold thơm ngon bổ dưỡng. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Và để có thể vượt qua phần thi này, các bạn hãy thật nhanh chóng tìm ra một ẩn số gồm có 9 chữ cái. Và các bạn sẽ được nhìn thấy 4 tường ngang gợi ý. Người đầu tiên lựa chọn một tường ngang xin mời Văn Thiêm. Em chọn hàng ngang số 1 ạ. Hàng ngang số 1 gồm có 6 chữ cái. Địa danh nào được nhắc đến trong những câu ca dao sau? Chiếu, gạch Bát Tràng, vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông. Với câu hỏi đầu tiên, thế ai là người duy nhất đưa ra câu trả lời? Đó là Hà Đông. Tuy nhiên Hà Đông chưa phải là đáp án chính xác. Rất tiếc từ hàng ngang này chưa được lật mở. Và người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang xin mời Nhật Minh. Em chọn hàng ngang số 4 ạ. Hàng ngang số 4 gồm có 3 chữ cái với câu hỏi như sau. Giống như hoa đào ở miền Bắc, loài hoa nào thường được người dân Nam Bộ trưng bày vào dịp Tết Nguyên Đán? Chắc hẳn là câu hỏi này sẽ không thể làm khó các bạn thí sinh của chúng ta rồi. Và Mai chính là đáp án chính xác. Xin chúc mừng các bạn. Sau khi một mảnh ghép của bức tranh được lật mở thì chúng tôi đã nhận được 2 tín hiệu xin trả lời vượt chướng ngại vật đến từ Văn Thiêm. Và người ở vị trí thứ 3 đó là bạn Thế An. Ngay sau đó chúng tôi nhận thêm được một tiếng chuông của Nhật Minh. Và bây giờ thì cả 4 nhà leo núi của chúng tôi đã đồng loạt nhấn chuông rồi. Và người đầu tiên nhanh nhất nhấn chuông để trả lời vượt chướng ngại vật hôm nay đó chính là Văn Thiêm. Xin mời bạn. Chướng ngại vật của em là Mai An Tiêm ạ. Một từ khóa bao gồm 9 chữ cái đúng với yêu cầu của chương trình được đưa ra. Thế còn Thế An thì sao? Câu trả lời của em cũng là Mai An Tiêm ạ. Nhật Minh. Em cũng là Mai An Tiêm ạ. Việt Hưng. Em cũng vậy ạ. Vâng, đại hội bấm chuông đã có một kết cục là tất cả cùng đưa ra một câu trả lời là Mai An Tiêm. Còn các bạn cổ động viên thì sao ạ? Hiện tại bây giờ thì người đang tạm dẫn đầu là Việt Hưng với 120 điểm. Trong khi đó Văn Thiêm là người nhấn chuông nhanh nhất với 50 điểm. Nếu như Văn Thiêm trả lời đúng vượt chướng ngại vật ngày hôm nay thì cục diện của cuộc chơi sẽ thay đổi một cách hoàn toàn. Và Văn Thiêm ơi, bạn chính là người đưa ra đáp án chính xác của phần thi vượt chướng ngại vật này, cũng là người nhanh nhất. Với những từ hàng ngang như là Nga Sơn, Đảo Hoang, Hùng Vương, Mai, hôm nay chúng ta đang nhắc tới một nhân vật trong sự tích Việt Nam, đó là Mai An Tiêm, ông tổ
trong hoa kép của nghề trồng dưa hấu tại Việt Nam. Và khi nhắc tới Mai Ăn Tiêm, chúng ta nhớ tới một người luôn coi trọng sức lao động với một quan niệm của biếu là của lo, của cho là của nợ. Vâng, và mặc dù là có lúc từng chịu thiệt thòi về quan điểm này, tuy nhiên Mai Ăn Tiêm đã chứng minh cho mọi người thấy một chân lý: chỉ có bằng sức lao động của chính bản thân mình, con người mới cải tạo được tự nhiên, làm ra của cải vật chất. Vâng, và hình ảnh mà chúng ta chưa kịp lật mở hết đó chính là hình ảnh về Mai Ăn Tiêm, ảnh minh họa của nhà xuất bản Mỹ Thuật. Và như vậy là cuộc đua của chúng ta càng lúc càng trở nên gay cấn khi mà người dẫn đầu chỉ cách người đứng thứ hai có 10 điểm mà thôi. Bây giờ hãy cùng xem số điểm 4 bạn đang có là gì. Thế An đang có 30 điểm. Sở hữu số điểm 40 là Nhật Minh. Đang có 110 điểm là Văn Kiêm. Và dẫn đầu với 120 điểm là Việt Hưng. Sau phần thi khởi động em cảm thấy hơi một chút lo lắng vì cách bạn Việt Hưng số điểm khá lớn, nhưng sau phần thi vượt chướng ngại vật em cảm thấy tự tin và bình tĩnh hơn khi mình đã giải được chướng ngại vật ạ. Các bạn đều biết được Mai Ăn Tiêm nhưng mà em khá tiếc là em chỉ là người thứ ba, và đáng lẽ nếu em sớm hơn thì biết đâu em có thể được, nhưng mà dạo em sẽ cố gắng phấn đấu hai phần còn lại. Cái cảm xúc của lúc đó của em nó rất là tiếc, bởi vì là xong khi mà ba bạn bấm rồi thì em mới nghĩ ra được đáp án và cuối cùng mới bấm ạ. Chưa hài lòng về bản thân bởi vì ở cái khởi động em đã bấm chuông hơi chậm, và ở phần thi vượt chướng ngại vật em cũng bấm chuông chậm hơn bạn Thiêm một chút ạ. Thì hai phần thi sau em sẽ cố gắng hết mình để có thể lội ngược dòng trong cuộc thi lần này. Chứng kiến nhiều màn bứt phá thay đổi những cục diện của phần thi. Số điểm có 3 chữ số. Ai sẽ là người giành trọn vẹn 40 điểm? Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mạnh mẽ và kiên định. Nỗ lực không ngừng nghỉ. Kiến tạo giá trị bền vững. Bằng tình yêu và trách nhiệm. Dựng xây cho tương lai. Tha Cô phát triển cùng đất nước. Bây giờ sẽ là phần thi tăng tốc. Không biết ở phần thi tiếp theo đây ai là người giành được nhiều số điểm 40 hơn. Nhìn vào số điểm bây giờ thì chúng ta có thể thấy khoảng cách số điểm của các bạn thí sinh không quá lớn. Đây sẽ là phần thi chứng kiến nhiều màn bứt phá. Bây giờ sẽ là cơ hội tăng tốc đầu tiên. Các bạn hãy cho biết hai hình nào sau đây khác với các hình còn lại. Thế An chưa kịp đưa ra câu trả lời nào. Trả lời nhanh nhất là Nhật Minh, bạn lựa chọn là hình 5 và hình 10. Văn Thiêm cũng có chung đáp án và Việt Hưng cũng vậy. Và các bạn có thể nhìn lại câu hỏi ở trên màn hình này và liệu có đúng hay không đây, chúng ta hãy cùng xem đáp án. Vâng, đáp án là hình số 5 và hình số 10. Chúc mừng Nhật Minh có thêm 40 điểm, Văn Thiêm có thêm 30 điểm và Việt Hưng có thêm 20 điểm. Thế An hãy giữ vững bình tĩnh bởi vì phía trước chúng ta sẽ còn có 3 câu hỏi nữa và ai sẽ là người giành trọn vẹn 40 điểm cho câu hỏi thứ hai. Sau đây sẽ là nội dung câu hỏi. Các bạn đang được quan sát 5 bức hình A, B, C, D, E. Các bạn hãy sắp xếp các ký hiệu cảnh báo về an toàn trong phòng thực hành với ý nghĩa tương ứng. Việt Hưng đưa ra cách sắp xếp là DAECB, Văn Thiêm là DCAEB, Thế An là DAECB và Nhật Minh là DAEBC. Như vậy là có 3 đáp án được các bạn thí sinh đưa ra, và chỉ có những thí sinh nào thường xuyên vào phòng thí nghiệm, phòng thực hành thì sẽ nắm chắc câu trả lời của câu hỏi này, và chúng tôi sẽ đưa đến đáp án cho câu hỏi như sau. Đầu tiên là DAECB. Đáp án là DAECB và chúc mừng Việt Hưng có thêm 40 điểm và bạn Thế An có thêm 30 điểm.
Rất nhanh chóng các bạn thí sinh sẽ đến với cơ hội tăng tốc thứ 3 và các bạn hãy chú ý nhé. Các bạn hãy cho biết 4 trong 5 miếng ghép dưới đây có thể tạo thành một hình vuông 4x4. Hãy tìm miếng ghép thừa ra. Người đưa ra câu trả lời nhanh nhất ở vị trí đầu tiên 4:79 là bạn Thế An với đáp án là D. Trong khi đó, Việt Hưng suy nghĩ đáp án là C. Văn Thiêm đưa ra câu trả lời là B và D. Và Nhật Minh là câu trả lời E ở những giây cuối cùng. Có thể thấy trên màn hình nếu mà chúng ta ghép những mảnh ghép dưới đây tạo thành một hình vuông thì chúng ta sẽ chừa ra một mảnh ghép, đó là mảnh ghép D. Điều đó có nghĩa Thế An là người duy nhất đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi này và bạn đã dành cho mình thêm 40 điểm. Xin chúc mừng Thế An. Chúng ta đang được chứng kiến sự bứt phá của bạn Thế An, người đứng ở vị trí thứ 3. Và sau đây sẽ là cơ hội tăng tốc cuối cùng dành cho cả 4 bạn thí sinh. Câu hỏi, đây là ai? Vừa rồi thì chúng ta đã được nhìn thấy rất nhiều những hình ảnh về Ánh Viên và hầu như chúng ta ai cũng biết đến nhân vật này, một nhân vật rất kiệt xuất của làng thể thao Việt Nam. Và cô là vận động viên bơi lội xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam, từng giành đến 25 huy chương vàng SEA Games và 2 huy chương đồng ASEAN cùng với rất nhiều những thành tích khác nữa. Vừa qua thì Ánh Viên có nộp đơn xin giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Thế nhưng những gì mà Ánh Viên đã giành được chắc chắn sẽ ở trong tim chúng ta, đúng không ạ? Những người hâm mộ thể thao. Và quan trọng bây giờ sẽ là ai là người trả lời nhanh nhất đây. Như vậy người trả lời nhanh nhất là Việt Hưng. Bạn trả lời ở 11:43. Thế An cũng có câu trả lời chính xác. Nhật Minh cũng có thêm điểm. Việt Hưng có thêm 40 điểm. Thế An có thêm 30 điểm. Và Nhật Minh có thêm 20 điểm. Văn Thiêm thì chưa kịp sửa câu trả lời của mình ở những giây cuối cùng, đúng không? Như vậy là phần thi tăng tốc đã qua đi và cả 4 thí sinh lúc này đều đang sở hữu những số điểm có 3 chữ số. Và không biết là ai đang tạm dẫn đầu trước khi đến với phần thi về đích đây. Sở hữu số điểm 100 là Nhân Minh, đang có 130 điểm là Thế An, 140 là điểm số của Văn Thiêm và dẫn đầu với 220 điểm là Việt Hưng. Em khá hài lòng với phần thi của mình nhưng mà em rất tiếc bởi vì câu đầu tiên em gặp một vài lỗi kỹ, thế nên là đã mất điểm câu này ạ. Em cảm thấy cũng tương đối là hài lòng với phần thi của mình. Tuy nhiên là em tiếc nhất là câu hỏi số 3, khi mà cái trí tưởng tượng lúc đấy có cảm giác như nó thể như thể nó bị vấn đề gì. Nó rất khó để nghĩ, em khó để tưởng tượng hơn. Câu đầu thì em là vui vì em đứng nhất nhưng mà ngay sau đấy thì em lại lập tức cảm thấy hơi hụt hẫng một chút khi mình đã phạm sai lầm khá cơ bản. Mặc dù hơi tiếc nhưng dù sao đã qua đi nên em sẽ tạm thời quên đi phần thi tăng tốc để hướng đến phần thi về đích để thực hiện thật tốt phần thi của mình ngày nay. Đáp án của Văn Thiêm. Xin chúc mừng bạn. Hoan hô Thế An. Chúc mừng Nhật Minh. Oxygen. Cơ hội dành cho 3 bạn thí sinh còn lại. Chúng tôi đã thấy một màn lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục. Bạn chính là người đưa ra đáp án chính xác. Tha cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bây giờ là phần thi về đích và số điểm các bạn đang lần lượt có là 140, 100, 130 và 220. Việt Hưng đang tạo dẫn đầu và sau đây Việt Hưng sẽ là người đầu tiên tham gia phần thi về đích.
Việt Hương thân mến, sự lựa chọn của bạn là gì? Bạn có thể cho chúng tôi biết được không? Em xin chọn 2 câu 20 điểm ạ. Chúng tôi đã nghe rất rõ lựa chọn của Việt Hưng rồi. Đó là 2 câu hỏi có giá trị 20 điểm. Và chúc bạn thành công. Nội dung của câu hỏi đầu tiên như sau. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ 2, vị thượng tướng nào của nhà Trần giữ vai trò nổi bật trong việc phòng thủ ở đất Nghệ An và trận tập kích quân địch ở Trương Dương, góp phần to lớn làm nên chiến thắng vang dội của quân dân cả nước? Trần Nhật Duật. Cơ hội dành cho các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Văn Thiêm. Trả lời của em là Trần Khánh Dư. Người mà chúng tôi đang muốn nhắc tới, người có công trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông, là con trai thứ 3 của vua Trần Thái Tông, sinh vào mùa đông năm Tân Sửu 1241, cách đây 780 năm. Và nhân vật đó chính là Trần Quang Khải. Rất tiếc cả Văn Thiêm và Việt Hưng chưa đưa ra câu trả lời chính xác. Bây giờ thì Việt Hưng sẽ đến với câu hỏi có giá trị 20 điểm tiếp theo của mình. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em không lựa chọn ngôi sao hy vọng. Xin mời bạn trả lời câu hỏi sau của chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với tấm bảng này. Việt Hưng thân mến, bạn có phải là một học sinh sợ bị gọi lên bảng hỏi bài không ạ? Em thì bình thường hay giơ tay lên bảng nên là em cũng khá chủ động một chút, nhưng mà bây giờ thì em cảm thấy một chút lo lắng. Lo lắng là một cảm xúc dễ hiểu thôi, bởi vì đây là câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích của bạn, nhưng chúng tôi tin bạn có thể làm được. Câu hỏi của bạn như sau. Trong hình này, mỗi ô trắng được điền một số tự nhiên từ 1 đến 9, không kể số 8. Mỗi số chỉ được sử dụng một lần. Ô màu xám được sử dụng một trong các phép tính cộng trừ nhân chia. Ở mỗi dòng 3 số, phép tính được viết từ trái qua phải. Còn ở cột cuối cùng, phép tính được viết từ trên xuống dưới. Bạn hãy hoàn thiện hình này. Thời gian của bạn bắt đầu. Như vậy là hết giờ. Bạn Việt Hưng chưa kịp hoàn thành câu trả lời của mình. Và vì vậy là các bạn thí sinh còn lại sẽ có cơ hội. Xin mời. Xin mời Văn Thiêm. Thời gian của Văn Thiêm bắt đầu. Như vậy là chúng ta đã thấy bạn Văn Thiêm đã hoàn thành được hết những ô trống và yêu cầu của chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ được xem đáp án của chương trình. Đầu tiên, đây là số 9 đấy. Vẫn rất chính xác. Hàng đầu tiên của bạn chính xác rồi Văn Thiêm. Hàng thứ 2 của Văn Thiêm chính xác. Vâng, như vậy là đáp án của Văn Thiêm không chính xác. Rất tiếc ở hàng cuối cùng. Và Văn Thiêm có biết vì sao bạn lại sai ở câu hỏi này không? Em nhầm mất số cộng thành số nhân ạ. Bởi vì là trong hình này, ở đề bài yêu cầu mỗi ô màu trắng chỉ được điền một số tự nhiên từ 1 đến 9, không kể số 8. Và bạn viết số 8 ở đây thì đã không đạt được yêu cầu của đề bài rồi. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể điền số 7 vào đây hoặc số 1 vào đây. Có hai đáp án như vậy. Và rất tiếc là không thí sinh nào giành điểm trong câu hỏi này. Xin mời Việt Hưng bây giờ có thể trở về vị trí. Người tiếp theo đến với phần thi về đích là bạn Thế An đang sở hữu 130 điểm. Và sẵn sàng chưa Thế An? Em đã sẵn sàng. Xin mời. Bạn Thế An có chia sẻ trong bản đăng ký là bạn được 9,9 điểm tổng kết hóa học, luôn nằm trong top 2 của lớp về điểm tổng kết. Và tôi chúc bạn sẽ thành công ở trong phần thi về đích này. Dạ, vâng, những số điểm thật cao đang chờ đợi bạn. Bạn sẽ chọn những câu hỏi như thế nào? Em sẽ chọn 2 câu 20 điểm và ngôi sao hy vọng của câu đầu tiên ạ.
Vâng, hai câu 20 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu đầu tiên chúng tôi đã nghe rất rõ rồi. Chúc bạn thành công với câu hỏi đầu tiên này. Câu hỏi có nội dung như sau. Qua hệ dễ, thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng hai ion nào? Ion NH4 cộng và NO3 trừ. Thế An, bạn đã đưa ra câu trả lời rất nhanh ở những giây đầu tiên. Và tôi nghĩ việc lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi này là một quyết định hoàn toàn sáng suốt của bạn. Xin chúc mừng bạn đã có thêm 40 điểm. Hoan hô Thế An. Bây giờ Thế An còn lại một cơ hội với số điểm 20 nữa. Chúc bạn thành công. Thế An hãy trả lời câu hỏi sau của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một câu hỏi thí nghiệm hóa học như sau. Tôi có các hóa chất dung dịch đồng sunfat, dung dịch kali iốt đua và dung dịch natri thiosunfat. Tôi sẽ tiến hành thí nghiệm học như sau. Nhỏ từ từ dung dịch CuSO4 vào ống nghiệm chứa dung dịch Ki. Ta thấy xuất hiện kết tủa màu nâu. Thêm từ từ dung dịch Na2S2O3 vào ống nghiệm trên. Ta thấy kết tủa trong ống nghiệm chuyển dần thành màu trắng. Các bạn hãy cho biết công thức hóa học của kết tủa màu trắng trong ống nghiệm là gì? Chúc các bạn thành công. Câu trả lời này của bạn xuất hiện ở những giây cuối cùng. Và rất tiếc là Thế An không có hai ngôi sao hy vọng ạ. Bạn vừa trả lời câu hỏi chính xác, xin chúc mừng Thế An. Vâng, phản ứng oxy hóa cử xảy ra giữa ion Cu2 cộng và ion Y trừ trong dung dịch tạo thành hỗn hợp kết tủa CuY và Y2 có màu nâu lúc đầu. Khi thêm dung dịch natri thiosunfat, iốt tự do đã bị khử thành ion Y trừ tan trong nước, không màu, chỉ còn lại kết tủa CuY có màu trắng. Thật tuyệt vời, Thế An đã hoàn thành thật xuất sắc phần thi về đích của mình và hiện tại bây giờ Thế An đang có 190 điểm. Xin chúc mừng Thế An. Và người tiếp theo sẽ tham dự phần thi về đích đó là bạn Văn Thiêm, hiện đang ở vị trí thứ 3 với 120 điểm. Xin mời bạn. Văn Thiêm, hãy cho chúng tôi biết bạn lựa chọn những câu hỏi như thế nào. Em chọn 2 câu 40 điểm. 2 câu 40 điểm, rất quyết tâm. Chúc bạn thành công với những câu hỏi này. Và câu hỏi đầu tiên bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ không ạ. Câu hỏi có giá trị 40 điểm như sau. Là một câu hỏi bằng tiếng Anh và bạn phải trả lời bằng tiếng Anh. I just read an interesting fact. It's about a special chemical element. One of the first scientists who discovered this element in 1774 was Joseph Priestley. Oh. And thanks to this discovery, he understood why and how things burn. Huh. I think I know what you're talking about. We can't live without this chemical element, right? Exactly. The atomic number for this element is 8. Huh, 8. So what chemical do you think we're talking about? Good luck. Văn Thiêm chưa kịp đưa ra câu trả lời. Xin mời các bạn còn lại. Nhật Minh. Câu trả lời của Nhật Minh là gì? Oxygen. Bạn đã nghe được thầy cô nói chuyện gì với nhau ạ? Không có nguyên tố này thì chúng ta không thể sống. Và thứ hai là số hiệu nguyên tử của nguyên tố này là 8 ạ. Và đó cũng chính là những thông tin mà chúng tôi muốn nhấn mạnh để các bạn thí sinh tìm ra câu trả lời chính xác. Và oxygen, oxy chính là câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Xin chúc mừng Nhật Minh đã có thêm 40 điểm. Văn Thiêm thân mến, phía trước chúng ta sẽ còn một câu hỏi 40 điểm nữa.
Và hy vọng rằng với câu hỏi này chúng tôi sẽ thấy được sự bản lĩnh, quyết tâm, tự tin, không bỏ cuộc của Văn Thiêm tỏa sáng nhé. Văn Thiêm chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng, chúng tôi hy vọng đây là quyết định sáng suốt của Văn Thiêm. Một tràng vỗ tay thật lớn cho Văn Thiêm. Vào mùa thu ở nhiều nước trên thế giới, đôi khi người ta treo một tấm biển cẩn thận, có lá rụng ở chỗ có đường xe điện chạy bên các vườn cây và công viên. Ý nghĩa của việc báo trước này là thế nào? Dạ, ý nghĩa của việc này để khi đi qua những nơi này thì người lái xe cần cẩn thận và chú ý để tránh đi xe cuốn phải những lá rơi và gây tai nạn. Chúng tôi rất muốn nghe câu trả lời từ các bạn còn lại. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là những chiếc lá khô rụng xuống đường ray làm giảm ma sát. Vì vậy, khi đã hãm phanh, toa xe điện có thể trôi một đoạn đường dài nữa. Và đó mới là đáp án của câu hỏi này. Và với câu hỏi này thì chưa bạn thí sinh nào đưa ra được câu trả lời chính xác. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho Văn Thiêm. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Người cuối cùng tham dự phần thi về đích đó là Nhật Minh. Hiện tại bây giờ đang có 140 điểm. Xin mời Nhật Minh. Em xin em chút đó. Nếu mà có câu hỏi tính toán thì em có thể làm ra được không ạ? Em có gặp khó khăn trong việc chuyển lại giữa máy tính với cả giấy ạ? Em cứ làm gì em cảm thấy thoải mái nhất. Em cảm ơn. Kể cả bây giờ squat cũng được. Mình chắc là một cái lấy tinh thần nhỉ anh ạ? Và Nhật Minh hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn là gì? 240 điểm ạ. Rất quyết tâm. Và chúc Nhật Minh thành công với những câu hỏi này. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu đầu tiên không? Câu đầu không ạ. Câu hỏi của bạn như sau. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhận xét về tác phẩm nào của văn học giai đoạn trung đại? Là một bản trường ca, ca ngợi chính nghĩa, những đạo đức đáng quý trọng ở đời, ca ngợi những người trung nghĩa. Chuyện Lục Vân Tiên à? Cơ hội dành cho ba bạn thí sinh còn lại không còn, bởi vì đấy chính là đáp án chính xác, Lục Vân Tiên. Đây là một tác phẩm được sáng tác theo thể lục bát vào thế kỷ 19. Một trong những sáng tác có vị trí cao của văn học miền Nam Việt Nam. Vâng, và tác giả muốn đem những gương người xưa mà khuyên người ta về cương thường đạo nghĩa. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu sau mình. Và ở những giây cuối cùng, Nhật Minh đã đưa ra câu trả lời chính xác. Và hãy giữ vững tinh thần này cho câu hỏi tiếp theo, câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích. Nhật Minh có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Có ạ. Ngôi sao hy vọng cho Nhật Minh. Điểm kiểm tra của bốn bạn Chi, Huy, Dũng, Hà là bốn số tự nhiên liên tiếp có tổng là một số chia hết cho 13. Viết Chi ít điểm nhất, Hà cao điểm nhất và Huy thì thua Dũng. Hỏi bạn Huy được mấy điểm? Biết điểm thi tối đa là 10. Vừa mới nằm ra để trả lời câu hỏi. Và như là bạn Nhật Minh đã chia sẻ trước khi đến với phần thi về đích của mình, thì bạn ấy gặp một chút khó khăn về việc truyền tải thông tin từ màn hình ra giấy.
Vì thế là rất mong quý vị khán giả hãy thông cảm cho tư thế vừa rồi của Nhật Minh. Với câu trả lời mà Nhật Minh đưa ra là 6, có vẻ như bạn đã tính rất cẩn thận. Dạ, cái này có một phần là may mắn nữa. Nếu như mà bạn trả lời chính xác câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm 80 điểm. Và số điểm của bạn là 260. Vươn lên là người dẫn đầu ở câu hỏi cuối cùng này. Nhưng đáp án của chúng tôi, chúc mừng Nhật Minh! Một sự vất vả vô cùng ngoạn mục. Và chúng tôi đang thấy ở trường quay tất cả cổ động viên đang vỡ hòa trong sự sung sướng, hạnh phúc. Câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích của Nhật Minh cũng chính là câu hỏi quyết định, câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đó với ngôi sao hy vọng, với tư thế giải toán vô cùng đặc biệt, lần đầu tiên duy nhất trong chương trình, chúng tôi đã thấy một màn lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục đến từ bạn Nhật Minh, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội. Nhật Minh ơi, hãy cho chúng tôi thấy tư thế squat một lần nữa của bạn được không ạ? Okay. Bây giờ hãy squat 260 cái đi ạ. Xin mời Nhật Minh hãy trở về vị trí. Cách tính ra đáp số vừa rồi thì tổng 4 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2 và số đó chia hết cho 13, tổng điểm 4 bạn sẽ nhỏ hơn 40. Vì thế tổng điểm phải là 26, từ đó suy ra được 4 số 5, 6, 7, 8 và đáp án chính xác là Huy được 6 điểm. Điểm thấp thế anh. Và như vậy là chúng ta đã vừa được chứng kiến một cuộc thi rất tuyệt vời với thật nhiều cảm xúc. Bây giờ tạm gác lại những cảm xúc đó đã, chúng ta hãy cùng tổng kết số điểm 4 bạn giành được sau chương trình. Bạn Đinh Văn Thiêm đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hưng Hà Thái Bình đang có 40 điểm. Đến từ trường Trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội, bạn Đặng Nguyễn Nhật Minh giành được 260 điểm. 190 điểm là số điểm của bạn Nguyễn Thế An đến từ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Aximet Đông Anh, Hà Nội. Và bạn Đinh Việt Hưng đến từ trường trung học phổ thông Quế Lâm, Phú Thọ giành được 220 điểm. Hello everybody, nice to meet all of you. Oh, oh. Vâng, quả thật là những người thông minh thì thường rất đặc biệt. Đó là tư tưởng của em kể từ khi xem đường lên đỉnh Olympia, từ đó đến giờ đã 11 năm. Fighting. Fighting. Vương Thành, Hà Nhân, Mai Anh, Phương Dệt, Ngọc Anh, Nam. 10 điểm. Hãy chỉ ra sự khác nhau. Chúc các bạn lúc đi hết mình, lúc về có vòng. Bây giờ xin mời Văn Thiêm, Nhật Minh, Thế An, Việt Hưng hãy tiến lên phía trước, tiến tới bục vinh quang của cuộc thi ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Đức Thành, đại diện nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần ô tô Trường Hải, nhà tài trợ của chương trình. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Thành sẽ lên sân khấu trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Giành được giải nhất của cuộc thi tuần ngày hôm nay sẽ nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Xin chúc mừng Nhật Minh. Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Thành. Và như vậy là 4 chàng trai của chúng ta đã cống hiến một trận thi đấu rất hay. Và xin được chúc mừng cả 4 bạn đều đã có những thành tích tốt, cũng như là đã cho quý vị khán giả những giây phút rất là thoải mái, rất là vui vẻ. Và một lần nữa tôi xin được chúc mừng Đặng Nguyễn Nhật Minh đến từ trường Trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội là người giành được vòng nguyệt quế của cuộc thi tuần ngày hôm nay. Phải nói rằng đây là một cuộc thi gay cấn, hồi hộp và kịch tính tới những giây phút cuối cùng. Và khi một hành trình kết thúc, đồng nghĩa với việc những hành trình mới sẽ mở ra. Đó là những hành trình trải nghiệm thực tế trong cuộc sống của bốn nhà leo núi của chúng ta ngày hôm nay. Văn Thiêm, Nhật Minh,
Thế An, Việt Hưng, những chàng trai vô cùng bản lĩnh, mạnh mẽ và tài năng mà chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ. Các bạn chính là những mảnh ghép của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 mà chúng tôi luôn nhớ tới. Dù có một chút tiếc nuối, tuy nhiên thì các bạn đã là người giành chiến thắng trong lòng của tất cả chúng tôi, trong lòng của gia đình, bạn bè, nhà trường và những cổ động viên nữa. Hy vọng rằng các bạn sẽ thấy trận thi hôm nay là một niềm tự hào rất lớn trong cuộc đời học sinh của mỗi người. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Hẹn gặp lại quý vị ở những cuộc thi sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Em cảm thấy rất là vui khi đã được chinh phục cuộc thi đường lên đỉnh Olympia số tuần này ạ. Và em cũng vô cùng hạnh phúc khi được thi đấu với những bạn, các thí sinh khác, họ đều là những con người rất tuyệt vời ạ. Em đang thấy khá là tiếc bởi vì mình đã không thể vào vòng tiếp theo, nhưng mà em sẽ chúc cho các bạn vòng sau sẽ thi thật tốt và cố gắng giành được vòng nguyệt quế cho bản thân ạ. Mặc dù hơi buồn tiếc, dù sao đây là cuộc thi kỷ niệm đáng nhớ đối với em. Chúc bạn Nhật Minh có thể đạt kết quả tốt trong cuộc thi tháng và tiến sâu trong đường lên đỉnh Olympia năm nay. Chúc các bạn sẽ có một sức khỏe thật là tốt và là học thật là giỏi để có thể cống hiến cho đất nước sau này. Và em cũng muốn gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn Nhật Minh là hãy cố gắng ở những phần thi sau.